Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em claim con tốc cần có tên là Safi Protocol có ký hiệu là SAFEB nha các bạn. Thì mình cũng thấy rất là nhiều bạn claim con này các bạn. Đây là danh sách những người claim con này trong chương trình bán hàng VSEL các bạn. Và thông tin của nó là vào ngày 9 tháng 4 nó sẽ list sàn Hotbit nha các bạn. Thì để claim được thì các bạn copy cái phần link con chắc ở dưới phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Mở cái trình duyệt cái chocolate của mình ra nghe thôi. Thì để claim được con này thì các bạn cần có yêu cầu là 0.001 pin pin nha các bạn. Cứ khoảng 1 đô các bạn. Các bạn chỉ bấm gỡ nha các bạn. Rồi bạn bắt vào địa chỉ người nhận nha các bạn. Mình nhấn vào nha các bạn. Rồi số lượng thì các bạn ghi không nha các bạn. Rồi bạn bấm nút tiếp tục nha. Mình chỉ tốn phí mạng là 0.0012 pin pin của khoảng 0.5 đô các bạn. Cũng 44 đô rồi tất cả các bạn gì bấm nút gỡ thôi các bạn. Sau khi con gỡ xong thì bạn mới đặt tên các bạn nhấp vào ba chữ cái bên cùng các bạn copy con chắc của nó con chắc gỡ bằng bạn dẫn tìm kiếm bấm nút mở gang các bạn. Rồi các bạn sẽ thấy được 10 tốc cần có hiệu Safi này các bạn. Và mình sẽ cập nhật là một cái dự án cho tất cả các bạn là một dự án đào quanh network nha các bạn. Và thông tin bạn nào chưa đào quanh network thì các bạn vào đào quanh network các bạn. Mình thấy những người nước ngoài rất là đào cái đồng quanh này các bạn. Hiện tại cái đồng quanh này nó đủ số lượng người 180k đã người đào quanh network các bạn. Hiện tại tốc độ đào quanh nó còn có 1.8% một giờ các bạn. Và nó sẽ từ từ giảm xuống còn 0.9, còn 0.45, 0.25, 0.15 và 0 các bạn. Sau này nó sẽ tiến hành mình xác minh tài khoản và nó sẽ cho mình rút về ví hoặc là nó bị ví các bạn. Rồi nó sẽ thích sàn, mình sẽ đem lên sàn bán cho các bạn. Ok, như vậy mình đã cập nhật các bạn dự án OneTrickWorks đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.